Xin chào các bác quay trở lại với video tiếp theo tại cửa hàng nhà bên em và ngay trong buổi sáng ngày hôm nay thôi bên em đang có một cái đôi loa cực kỳ là đẹp và rất là chất để có thể gửi đến cho các bác. Đây là một đôi loa mà các bác nghe nhạc rất là hay các bác nhá. Và đôi loa này là một trong những đôi loa cực kỳ cổ của JBL tới từ Đan Mạch các bác. Một đôi loa tới từ thị trường Đan Mạch và đôi loa này có tên model là LX800 đôi loa cây này chuyên nghe nhạc và nó rất là dễ phối ghép với các cái dòng loa khác nhau các bác nhá và ngày hôm nay thì uh, vừa tối ngày hôm qua có một bác khách đến cửa hàng bên em và có trao đổi lại bên em đôi loa này và bên em cũng rất là thiện chí có thể trao đổi lại với khách hàng và ngày hôm nay thì có ngay một đôi loa để lên và giới thiệu đến cho bác và đặc biệt hơn nữa là thanh lý giá rẻ cho bác luôn bởi vì đôi loa này ngày hôm qua em thanh lý được giá rất là rẻ đấy báo thẳng cho bác luôn nhá ngày hôm qua em thanh lý đôi này giá một triệu năm trăm nghìn và ngày hôm nay thì em trả cho bác giá là một triệu chín trăm nghìn đồng đấy được chưa ạ anh em nào mà vào mà cam kết mà yêu thích thì có thể liên hệ cho em luôn Đấy không phải nói sai nhá Hôm qua thanh lý 1 triệu 500 nghìn Hôm nay thanh lý cho bác giá 1 triệu 900 nghìn đồng Đấy và giá đã bao gồm phí ship cho tất bác rồi Anh em thấy ok không ạ Và báo cho bác thế là đôi loa này có gì Các bác nhìn thấy ạ con này là một bát 20 này, một chung này và một tép này. Con tép này đã được thay các bác nhá. Báo cho các bác luôn là con tép này là khách hàng người ta đã thay rồi. Con chung này thì còn nguyên này và con bát này còn nguyên là bên này nhá. Bên này thì cũng vậy. Bên này thì con uh, con bát này thì còn này. Đấy con chung này đã được thay này và con tép này cũng đã thay này. Đó, có gì nói đấy các bác nhá, mua hàng anh em có gì nói như vậy. Đấy con này thì hiện tại bây giờ em thấy nghe nhạc vẫn rất là hay. Đấy có gì nói như thế các bác nhá, anh em nào bù kết dòng sản phẩm loa của Đan Mạch này thì phải sớm liên hệ ngay cho em nhá. Con này thì anh em ghép âm ly âm liếc các thứ thì rất là hay. Đây dòng LX800. Con này thùng vách các thứ tất tần tật của nó còn zin nguyên bản các bác nhìn bông tươm bên trong trắng tinh to đùng. Đấy các bác nhìn là biết hàng xịn luôn. Đấy ok chưa Dòng sản phẩm là của Đan Mạch 100 mét in Đan Mạch các bác nhìn nhá made in Đan Mạch được chưa ạ? Made in Đan Mạch hàng xịn 100% con này trở khá là 8 ôm các nhá anh em nào bổ kết con sản phẩm này thì có thể alo sớm cho bên em để chốt đơn con sản phẩm loa của Đan Mạch JBL LX800 này các bác nhá Tiếp theo dòng sản phẩm mà anh em rất thích và yêu trong thời gian vừa qua Chính là những mẫu sản phẩm của Sequin Vega Những cái dòng loa Sequin Vega này thì anh em cực kỳ mê rồi Đó, và những cái dòng sản phẩm của loa Sequin Vega Và đây là những cái dòng đời mới các bác nhé Dòng sản phẩm đời mới, Sequin Vega đời mới nhất bây giờ này Cái nó có những cái chữ logo Sequin Vega ở bên cạnh thùng Đó, những cái mẫu đời cũ, chất âm của nó cũng gần gần như nhau thôi Nhưng mà mẫu đời cũ thì nó sẽ không có cái chữ Sequin Vega này các bác nhé đó được chưa nhưng mà không không quan trọng quá đâu những anh em mà đã mua những đời cũ rồi thì cũng không quan trọng bởi vì con này nó là sản xuất sau một năm thôi nhưng mà chất lượng âm thanh của nó thì nó cứ gần tương đương như nhau các bác nhé gần tương đương như nhau có chăng thì con này nó nhỉnh hơn một chút đó dòng xe Queen Vega dòng mấy x 12 này các bác con này nó là xe Queen Vega mấy x 12 hàng bãi của Made in USA luôn các bác nhé hàng xịn của Anh Quốc luôn và con này số tem max số series đầy đủ luôn cho các bác được chưa tem mark số series đầy đủ luôn và con này có công suất của nó là 500 đến một ngàn watt ở chợ kháng 8 ôm chơi rất là hay luôn đối với dòng xe Queen Vega này thì em đánh giá chất lượng của nó cực kỳ là cao với con này là à, một bát của nó là bát 30 các bác nhé một bát 30 côn 76 từ là 180 các bác nhớ cho em nhé tất cả những đơn vị nào bán từ 190 là không phải dòng sản phẩm của xe Vega nó chỉ là cái bát của nó nó lấy từ Trung Quốc vậy thôi và lắp đặt thôi các bác đừng tham to ham rẻ các bác nhé tham từ to là chết đấy tham từ to tép to là chết đấy Còn tép này tép 450 còn từ của bát này là từ 180 các bác nhá à, xe Queen Vega dòng MX12 hàng chuẩn bãi xịn của à, Mỹ luôn con này thì hàng xe Queen Vega chất âm của nó quá hay rồi em rất nhiều những video lên và giới thiệu đến cho bác về xe Queen Vega rồi chất âm của nó quá tuyệt vời luôn à, báo giá cho bác trong ngày hôm nay chỉ với 4 triệu đồng tròn bên em bao ship tận nhà tặng dây rắc cho các bác đầy đủ luôn, không thiếu bất cứ một cái uh, gì cả các bác nhé. Dây rắc tặng đầy đủ này uh, và đặc biệt hơn nữa thì giá đã là 4 triệu mà em đã bao ship tận nhà cho các bác rồi. Giá này không cần phải mặc cả thêm nữa đâu các bác nhé, bởi vì nó đã quá là rẻ rồi các bác ạ. xe Queen Vega MX12 dòng bát 30 côn 76 từ là 180 các bác nhé, từ 180 côn 76 đánh tiếng cực kỳ hay. Dòng này em rất là thích tiếng tép của dòng này tiếng tép của nó sáng và bay cực kỳ luôn dòng này thì lại rất là mê tiếng tép nhá tiếng tép của nó sáng và bay tiếng bát của nó thì không phải là không phải là yếu đâu các bác tiếng bát của nó rất là lực và đánh rất là sâu nhưng mà dòng này nó nổi bật nhất là tiếng tép tiếng tép của nó rất là sáng luôn các bác nghe cực kỳ là phê anh em nào mà nghe nhạc mà thích chơi tiếng tép nhá thì đây là một trong những cái dòng loa mà các bác cực kỳ là hợp lý để chúng ta chơi luôn đấy được chưa 4 triệu đồng tròn bao ship tận nhà dây rắc tặng đầy đủ cho tất cả các bác nhá ok bên này thì em còn hiện tại là còn hai cặp loa JBL à, dòng ki 512 bãi xịn của uh, USA còn duy nhất hai cặp đây chỗ này một chiếc bên trong kia một chiếc và đây còn hai chiếc toàn bộ là các bác nhìn này thùng vách của nó còn đẹp long lanh luôn đấy thùng vách các thứ còn đẹp long lanh dòng này thì điểm nổi bật lớn nhất của JBL chính là cái giải giải uh gam màu hồng ở giữa và logo phát sáng khi loa đạt đủ công suất các bác nhé dòng này sẽ là dòng loa bát 30 dòng loa bát 30 riêng mà nói đến loa nằm thì chúng ta không soi côn từ đấy em nói thật lòng luôn riêng nói đến loa nằm thì chúng ta không coi soi côn từ nhưng mà con này thì là từ của nó là từ 170 các bác nhớ cho em từ 170 riêng của JBL quay hai thì từ của nó là từ 170 không nói sai một tí nào nhưng mà đối với những dòng loa nằm thì em nói thật sự các bác là chúng ta không soi là côn từ bởi vì những dòng loa nằm này nó khác loa đứng ở cái là nó không không so đo về công suất Đấy Những cái dòng loa nằm này thường thì em thấy là anh em của, là của em đi ghép Và em cũng đi hay đi ghép là chúng ta ghép một đôi loa nằm này Một là âm ly Như con loa KI512 này bình thường bên em vẫn ghép âm ly 506 hoặc 203 Hoặc những gia đình nào anh em thích chơi đẩy Thì chúng ta vẫn ghép là đẩy à, à, một đẩy hai kênh và một vang cơ hoặc vang số gì đó Hoặc và một mic không dây các bác nhé Rất là hay luôn đối với dòng này Kể cả các bác làm loa lời hoặc là các bác làm loa chính Nó đều đáp ứng đủ nhu cầu của các bác trong cái việc các bác hát karaoke nghe nhạc. Đối với dòng loa JBL k 12 nó sẽ sở hữu cho mình là một bát 30, một bát 30 và một chung và một chép các bác nhá. Và đối với dòng sản phẩm này chung của nó là chung lớn, chung 13.5 cm. 13.5 cm chung rất là lớn như thế này thì nó hỗ trợ các bác nghe nhạc hát karaoke cực kỳ hay và cực kỳ phê luôn. Đấy em phải nói thật sự với bác như thế nhá. Và dòng này là dòng tiếp tiếp của nó là tiếp kèn từ neo các bác nhé dòng tiếp kèn từ neo vì thế nên là đối với dòng sản phẩm loa như thế này thì tiếng tép của nó sáng nó bay tiếng và không hề bị gắt một chút nào các bác nhé nhớ cho em như vậy đối với dòng này thì tiếng bát của nó sẽ mềm nó không uy lực như các dòng loa phun nó không mạnh bạo như các dòng loa phun nhưng mà được cái những cái dòng sản phẩm như thế này thì nó tiếng bát nó mềm nó sâu tiếng hơn để rất phù hợp cho các bác nghe nhạc hát karaoke đấy nhất là hát karaoke thì những cái dòng này này nó có cái giải lời rất là hay và bay tiếng thành ra nó trợ lời các bác hát karaoke okay, rất là hay đấy rất phù hợp nếu như bác nào đang nhà gia đình mà có một đôi loa full rồi anh em mà ghép thêm một đôi loa nằm này nữa thì cực kỳ là hay hoặc như nếu như bác nào lần đầu tiên mua loa thì lựa chọn cho em những đôi loa nằm này cũng rất là tuyệt vời nếu như các bác nào mà không gian mà thích chơi những cái dòng sản phẩm mà loa nằm cũng như là à, gia đình nhà mình không thích quá ư bạo lực thì chúng ta nên chơi những dòng loa nằm này cực kỳ là hợp lý các bác nhá đây phía mặt đằng sau đấy quay cho bác xem JBL KI 512 hàng USA các bác nhá đấy À, dòng này sản xuất năm 2016 anh nhớ cho em Con này là trở kháng 8 ôm Và công suất của con này nó đạt đỉnh Loanh quanh tầm 600W các bác nhé Đạt đỉnh tầm 600W Còn bình thường nó chơi trong không gian diện tích phòng Thì nó đánh loanh quanh tầm 300, 350W Là đánh rất là hay rồi Hoặc là nếu như các bác nào chơi âm ly Thì nó đầu vào của con này nó loanh quanh tầm 200W Là đầu vào của nó rất là ok rồi các bác nhé Đó còn hai đôi duy nhất giá bán công khai cho bác là 5 triệu 500 ngàn đồng một đôi. Đấy anh em và các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa những đôi KI 512 thì phải sớm liên hệ ngay bên em các bác nhé. Bên cạnh đây thì em có một con loa BB hàng lẻ. Đấy, con này thì phù hợp cho anh em nào mà về uh, đang có một bộ karaoke rồi mà cần thêm một đôi loa để chúng ta làm kiểu loa là monitor hoặc loa 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 để phụ thôi thì chúng ta chơi một đôi này rất là hợp lý dòng loa BMB các bác nhá con này thì nó là BMB uh, nó mất mất cái tem này rồi này đấy con này con này thì nó đã mất mất cái tem ở đây rồi thành ra là em không còn cái tem ở đây nữa nhưng mà cũng không vấn đề gì loa BMB này này con này là bát 25 các bác nhá một bát 25 hai tép này rất nhiều anh em gọi sáng giờ nhiều anh em gọi mua hàng lắm nhưng mà em chưa kịp nghe này con này là hai tép một bát 25 các bác nhớ cho em và thanh lý con này giá chỉ 900.000 thôi bởi vì có duy nhất một chiếc thành ra là thanh lý giá rẻ cho bác 900.000 một chiếc các bác nhé và lấy thì alo sớm cho em duy nhất một chiếc của bmb của nhật bản hàng xịn luôn này nó hơi cũ rồi các bác nhé và đối với bên này thì em còn hai cặp, hai uh, cặp đẹp đẹp nữa và bên này thì em còn mấy cái cặp loa của thằng uh, tin nữa thì tổng cộng thì em còn cái lô này chắc loanh quanh còn tổng cộng nhá thì còn khoảng tầm bốn đôi nữa, bốn đôi loa Martin dòng cánh én. Các bác xin lỗi cho bác nhé, nhiều tí nữa em sẽ gọi điện cho khách hàng của bên em sau. Uh, Martin toàn bộ là Martin cánh én, Martin blazer. Nói chuẩn nhá. Nếu mà chúng ta gọi Martin cánh én là chúng ta gọi theo kiểu việt nam. Còn nếu mà gọi đúng các bác nhá, gọi đúng thì chúng ta sẽ là Martin blazer. Martin Blazer Audio, yeah, Martin Blaser Audio, đấy là khi gọi chúng ta gọi đúng tên của sản phẩm được chưa Martin browser Audio đối với dòng sản phẩm này, đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà có cái được sự đánh giá rất rất cao từ trên thị trường bởi vì sự ổn định về âm thanh, về mặt chất âm từ mặt tiếng bass cho tới tiếng tép. Nó đảm bảo được cái sự ổn định và cái chất âm hay chất âm sâu của dòng sản phẩm Đối với dòng sản phẩm Martin cánh én thì đây là một trong những cái dòng sản phẩm đời cao cấp Nó cao cấp hơn dòng sản phẩm Martin London Đấy và đây là một trong những cái dòng đầu bảng Nó là dòng đầu bảng, nó là dòng chiến lược Cũng như là những cái dòng sản phẩm đời cao cấp nhất của thằng Martin Martin London hay Martin cánh én thì nó đều là những cái dòng sản phẩm đời cao rồi nhưng mà riêng những dòng marketing cánh én, marketing browser nó sẽ là đời cao hơn các bác nhé Và đối với những cái dòng sản phẩm marketing cánh én này nó sẽ được đầu tư bài bản hơn về từ mặt uh, thiết kế, từ mặt chất âm cho tới là ngoại nội thất nó đều được đầu tư bài bản và chất lượng hơn các bác nhé Và ngày hôm nay thì ở đây thì em có giới thiệu đến cho bác về dòng marketing browser, marketing audio browser, marketing browser audio, dòng sản phẩm loa bass 30, dòng sản phẩm loa bass 30 với tiếng bát dày, sâu We look. tiếng tiếp sáng và bay tiếng các bác nha Thành ra là đây là một trong những đôi loa cực kỳ là hoàn hảo để các bác có thể là chơi karaoke gia đình, anh em đi chơi sâu sự kiện kẹo kéo hoặc anh em chơi phòng hát thì rất là hợp lý luôn. Bởi vì những đôi loa này thì bên em lắp rất nhiều trong các phòng hát, karaoke, phòng ba bắp rồi nên là rất là là được anh em yêu thích và quan tâm luôn và đặc biệt hơn nữa em khẳng định là những bác nào mà biết đến mắc tin cánh én rồi thì anh em chắc không thể chê được. Ở trên thị trường hiện tại đối với những đôi loa như thế này nó đang bán với mức giá rẻ nhất nhá. Như em tham khảo được rẻ nhất nó cũng phải loanh quanh tầm khoảng cỡ là 7 triệu rưỡi cho tới 8 triệu một đôi đấy là rẻ nhất nhá còn chưa nói những đơn vị bán 9 10 triệu thì rất là nhiều luôn đấy nhưng mà bên cửa hàng bên em khẳng định với bác luôn hàng mắc tin canh én hàng mắc tin browser hàng chuẩn xịn của anh quốc sản xuất tại anh mức giá chỉ có là 6 triệu 500 ngàn đồng một đôi thôi giá bán gọi là rẻ nhất trên thị trường luôn khẳng định với bác bên nào rẻ hơn bên em bán rẻ hơn nữa được chưa ạ đấy Cam kết với bác hàng di nguyên bản giá đúng 6 triệu 500 nghìn đồng Bao ship tận nhà dây rác tặng đầy đủ cho bác luôn Đó, dòng loa BAT 30 các bác nhé Dòng loa này là dòng loa BAT 30 Côn 76 từ, nó là từ 190 Tép con này là tép 450 đánh cực kỳ là hay Đây, em có bóc ruột gan ra cho bác rồi đây này Đấy, bóc ruột gan nhưng mà trước khi đó các bác có thể nhìn qua được cái phần à, Phần bên trong các bác nhìn nhé Bên trong phân tần của nó là toàn bộ con này là phân tần dối các bác nhé Phân tần dối các bác nhìn này từng cái phần chợ của nó toàn bộ là chở nhôm này đấy chở nhôm này tụ này được chưa hay là những cái cuộn cảm này làm toàn bộ là hàng chuẩn chỉnh luôn bông tiêm toàn bộ bông tiêm bông tiêm đen rất là dày ở trong này được chưa đó bên đằng sau đây các bác đằng sau đây mắc tin của nó là số seri đầy đủ nhá số seri đầy đủ hàng made in England đấy hàng made in England Blacklight f 12 cộng mắc tin audio kinh nghén các bác nhá đấy dòng sản phẩm cực kỳ ngon rồi còn đây là phần bát này đây phần bát em giới thiệu qua cho bác luôn phần bát của nó đây Bát loa là từ của nó từ 190 các bác, từ 190 rất là to. Từ của con này là từ 190. Đấy, số series thì đầy đủ ở trên màng bát và dòng sản phẩm Martin browser Audio. Hàng sản phẩm là design và made by Martin blazer Đấy, limited England tức là sản xuất và thiết kế tại đấy, công ty chính hãng của Martin tại England được chưa đấy, rất là xịn luôn. Con này thì số series tem mark đầy đủ trên màng bát cũng đầy đủ số series luôn này các bác nhá. Đó được chưa đó, và tất cả những cái đường nét thiết kế của nó thì cực kỳ là chi tiết rồi và phần bát này các bác nhìn phần bát của nó này phần bát của nó này các bác nhìn nhìn cái xương nhé phần xương loa toàn bộ là xương xương chất luôn xương chất thời đại mới đấy xương chất xịn luôn các bác thấy ok không ạ và phần tép này các bác nhìn cái củ tép của nó cũng rất là chất nha các bác nhé củ tép này tép 450 này trên thì đều đầy đủ là số series này mã qr này cộng với đó là bên uh, củ bát đây cũng có model này số series đầy đủ luôn đấy hàng chuẩn xịn của nó như thế vậy các bác nhá và đây các bác nhìn kể cả trong cái phần 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 uh, đây các bác nhìn này bên trong này các bác nhìn nhá nó cũng sẽ có một cái dãy số series ở đây đấy các bác nhìn thấy không bên trong phân tần cũng có số seri ở bên trong kia đó thế nên là đầy đủ số seri tem mát cho tất cả các bác hàng chơi hàng xịn hàng ngon như này các bác nhá ok uh, giới thiệu nhiều giới thiệu lắm thì cũng không thể bằng một lần test âm thanh để các bác trải nghiệm được thì bây giờ xin mời các bác trải nghiệm thử chất âm của dòng sản phẩm này nha các bác nhé. âm thanh của nó thì cực kỳ là tuyệt vời rồi Và tiếng bát, tiếng tép nó hòa quện với nhau Cộng với đó là chất âm cho ra rất là chi tiết Rất là chi tiết, tiếng bát nó dày, sâu, tép sáng và bay Như các bác nghe được không? Tiếng tép nó không hề bị gắt một chút nào nhá Tép sáng bay nhưng không không hề bị gắt Đó là những gì mà những đôi loa hàng cao cấp nhất của Martin nó mang lại được Mức giá vô cùng là rẻ dành đến cho các bác rồi Anh em hoàn toàn có thể ghép với âm ly cũng được các bác nhá Đối với những dòng sản phẩm này, công suất của nó loanh quanh từ 250W cho tới là 850W các bác nhá. Ở trở kháng 8 ohm thế nên là các bác sử dụng à, ghép với âm ly cũng được, đẩy cũng được. Rất là dễ dàng rồi các bác nhá. Ok, 6 triệu 500 000 đồng một đôi. Các bác nào đang có nhu cầu sắm sửa những đôi loa Martin cành én hàng xịn chất của London thì sớm liên hệ ngay cho em các bác nhá. Và ngày hôm nay thì rất nhiều những mẫu sản phẩm bên em vừa lên giới thiệu đến cho các bác rồi. Rất rất nhiều. Các bác nào đang quan tâm bất cứ một dòng sản phẩm nào từ loa của Đan Mạch cho tới những dòng loa Martin hay là những dòng loa của GB thì sớm liên hệ ngay cho em có nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đi qua để lại ủng hộ bên em xin một lượt like, ấn comment, bật chuông thông báo để đón nhận sớm những video từ bên em có nhá. Nhớ đăng ký kênh nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.